Sách trắng Thiền Tông, Đức Phật dạy tám phần tuyệt mật, truyền theo dòng Thiền Tông, Nguyễn Nhân sưu tầm, biên soạn và viết lại. Nhà xuất bản Hồng Đức, xuất bản năm 2015. Lời của soạn giả. Quyển sách trắng Thiền Tông, tức tám phần tuyệt mật, chúng tôi sưu tầm và viết ra xin xuất bản với hai mục đích chánh như sau. Một, tặng cho chùa nào có đứng ra cấp bằng chứng nhận và truyền bí mật Thiền Tông lại cho người khác. Hai, tặng cho chùa nào có đứng ra phong tặng cho vị nào xứng đáng là Thiền Tông sư hoặc Thiền Tông gia. Ba, bán lấy tiền lời để giúp cho chùa Thiền Tông Tân Diệu hoàn thành phổ biến pháp môn Thiền Tông học. Người được quyển sách này có giá trị thật là phải có hai phần như sau. Một, phải thật sự muốn giải thoát. Hai, thật sự thích thu pháp môn Thiền Tông. Người sưu tầm thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân. Sách trắng Thiền Tông, Đức Phật dạy tám phần tuyệt mật truyền theo dòng Thiền Tông. Nguyễn Nhân sưu tầm, biên soạn và viết lại. Sách trắng Thiền Tông, Đức Phật dạy tám phần tuyệt mật truyền theo dòng Thiền Tông để cung cấp cho những vị tổ sư Thiền Tông, Thiền Tông sư và Thiền Tông gia, gồm 1. Phật giới, 2. Tam giới, 3. Cõi trời dục giới, 4. Cõi trời hữu sắc và nước tịnh độ, 5. Cõi trời vô sắc, 6. Địa cầu ngũ thú tạp cư, 7. Cuộc đời Đức Phật bị luân hồi và thành Phật, 8. Những câu dạy tuyệt mật để lưu lại hậu thế theo dòng Thiền Tông. Mở đầu là bài kệ 12 câu của Đức Phật dạy. Phật giới gồm có những chi, càn khôn vũ trụ có chi phải tường. Tam giới phải rõ thông đường, người tu theo Phật rõ đường để đi. Tánh người phải biết là chi, ở trong tánh Phật có gì phải thông. Phải rõ luân chuyển trong trần, giải thoát ra khỏi đường trần là an. Như Lai dạy rất rõ ràng, không chịu tìm hiểu nói càn kiếm danh. Cứ mãi lường gạt đua tranh, cứ đi đi mãi lanh quanh luân hồi. 12 câu kệ trên đây là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy ông Maha Ca Diếp, truyền theo dòng Thiền Tông tuyệt mật để cung cấp cho các vị tổ Thiền Tông làm căn bản về pháp môn Thiền Tông học. Sau các đời tổ sư Thiền Tông truyền lại cho Thiền Tông sư và Thiền Tông gia làm bản gốc dạy pháp môn Thiền Tông học này. Đức Thế Tôn dạy tiếp 12 câu kệ. Sự sống vị Phật là sao? Sự sống tam giới là sao phải tường? Tu Phật phải rõ thông đường, luân hồi sinh tử không vương làm gì? Tu phước là để được chi? Tạo ra công đức làm gì phải thông? Tu sao còn dính trong trần? Tu sao giải thoát mười phần phải thông? Ngồi thiền quán tưởng cầu mong, nhìn trong tam giới mà không hiểu gì. Thiền Tông Phật dạy để chi? Phải biết thật rõ hết đi luân hồi. Phần 1. Phật giới. Nói không gian trùm khắp không biên giới, gọi là bệ tánh thanh tịnh. Trong bệ tánh thanh tịnh có các phần như sau. 1. Điện từ quang trùm khắp làm sự sống cho 1. Tánh Phật 2. Các vị Phật 3. Cấu tạo vỏ bọc của tánh Phật 2. Trong Phật giới có hằng hà sa số cái ý. Cái ý này tự nhiên có đầy khắp trong Phật giới. Cái ý này tự nó có bốn phần. 1. Lúc nào cũng thấy gọi là hằng thấy. 2. Lúc nào cũng nghe gọi là hằng nghe. 3. Lúc nào cũng rung động, muốn phát ra tiếng thì có tiếng gọi là hằng pháp.
4. Lúc nào cũng biết gọi là hằng tri. Phần 2. Tam giới. Một vùng rất nhỏ trong càn khôn vũ trụ phải hiểu như sau. Một thái dương hệ gọi là một tam giới, gồm có 1000 thái dương hệ gọi là một tiểu thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới nhân cho 1000 nữa, số ra này là 1 tỷ tam giới, gọi là một trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới nhân cho 1000 nữa, số ra này là 1000 tỷ tam giới, gọi là đại thiên thế giới. Mà Như Lai nhìn thấy trong càn khôn vũ trụ này có hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới. Đồng nghĩa đem số cát của mấy tỷ sông Hằng ra đếm, thì số cát của mấy tỷ sông Hằng cũng không bằng số tam thiên đại thiên thế giới nữa. Mà tam thiên đại thiên thế giới nó nằm trong càn khôn vũ trụ. Trong một tam giới có 45 hành tinh chia ra như sau. 1. Có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc, gọi là cõi trời vô sắc. 2a. Có 11 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ của điện từ âm dương, gọi là cõi trời hữu sắc. 2b. Trong cõi trời hữu sắc rực rỡ này có 6 hành tinh rất thanh tịnh, gọi là lục quốc tịnh độ. 3. Có 11 hành tinh cấu tạo bằng 5 màu sắc điện từ âm dương thật đậm, cường lực rất mạnh, nên gọi là cõi trời dục giới. 4. Có 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại, đất, nước, gió, lửa, nơi 5 loài sống chung, tức ngũ thú tạp cư, gọi là địa cầu. Một tam giới mà đã có nhiều hành tinh như vậy, ai đó bảo càn khôn vũ trụ này là do họ làm ra là không đúng sự thật. Phần 3. Giải thích cõi trời vô sắc. Vì sao gọi là cõi trời vô sắc? Vì cõi trời này cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc, rất thanh tịnh. Do đó, sự sống ở cõi trời này rất thanh tịnh, gồm có 11 hành tinh. 1. Trời vô lượng nghiêm sức. 2. Trời nghiêm sức quả thiệt. 3. Trời vô tưởng. 4. Trời vô phiền. 5. Trời vô nhiệt. 6. Trời thiện kiến. 7. Trời thiện hiện. 8. Trời sắc cứu cánh. 9. Trời ma hê thủ la. 10. Trời phi phi tưởng. 11. Trời phi phi tưởng xứ. Vị cai quản cõi trời này gọi là Chúa Trời Vô Sắc. Người sống ở cõi trời này gọi là trời nam hay trời nữ. Trời nam hay trời nữ này, vị nào cũng mang tánh trời cả. Tánh trời của họ cũng tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc. Việc làm ở cõi trời này có 4 việc như sau. 1. Trời nam và trời nữ có bổn phận giao hợp với nhau sanh ra trời con, để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến. Chứa trong trung ấm thân này là cái vỏ bọc tánh Phật. Trung ấm thân của con người làm gì mà được vãng sanh đến cõi trời vô sắc này? Vì trung ấm thân khi còn sống ở thế giới loài người thích làm 3 việc như sau. 1. Thích làm phước thiện thật nhiều. 2. Mơ tưởng thích sống nơi thanh tịnh. 3. Ngồi thiền ép cho tâm vật lý được thanh tịnh. Ở thế giới loài người, ai muốn sống nơi thanh tịnh thì thực hành 3 phần nói trên, tức tự tạo ra làn sóng nghiệp thanh tịnh. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người thì được làn sóng nghiệp do mình tự tạo ra đó, nó tự động hút đưa mình đến cõi trời vô sắc này. Một vị trời ở cõi trời vô sắc này được sinh ra như sau. Trung ấm thân mang vỏ bọc tánh Phật, khối nghiệp thiện, khối nghiệp thích thanh tịnh đến với cõi trời vô sắc này. Đầu tiên phải tìm đến đôi trời nam và nữ đang giao hợp, chui vào lỗ đen của trời nữ để không còn thấy, nghe, nói và biết nữa.
Sau đó, Trung Ẩm Thân được đưa vào tử cung của trời nữ, ngủ suốt 900 năm, 10.000 ngày. Sau đó, được sanh ra làm một vị trời con, và dần dần lớn lên cũng theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt của nhân quả và luân hồi. Vị trời con sống nơi cõi trời vô sắc này có bốn việc làm như sau. Một, tự do ngao du bất cứ đâu trong hành tinh này. Hai, dụng công tọa thiền để thụ hưởng cái an vui kỳ diệu do mình dụng công tọa thiền mà có. Ba, ăn uống là trái cây, hoa, lá và nước có sẵn đầy trong hành tinh vô sắc này, cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc. 4. Trời nam và trời nữ giao hợp với nhau, sanh ra trời con để nhận Trung Ẩm Thân từ loài người vãng sanh đến. Tuổi thọ của loài trời vô sắc này là 100.000 năm so với thời gian ở địa cầu. Khi hết tuổi thọ, phải trở lại sống với thế giới loài người để luân chuyển đi nơi khác. Ở thế giới loài người, ai muốn vãng sanh đến cõi trời vô sắc này sinh sống, thì ở thế giới loài người phải làm bốn việc như sau. A. Làm phước thật nhiều để tạo nghiệp thiện. B. Cầu mong được sống nơi thanh tịnh. C. Tọa thiền dụng công ép cho thân mình khô kiệt. D. Ép cho tâm vật lý không còn suy nghĩ. Ai thực hiện đúng bốn phần nói trên, khi hết tuổi thọ sẽ được giảng sanh đến sống một trong 11 hành tinh vô sắc này. Phần 4. Giải thích cõi trời hữu sắc và tịnh độ. Cõi trời hữu sắc có 11 hành tinh. 1. Trời đại phạm. 2. Trời thiểu quang. 3. Trời vô lượng quang. 4. Trời quang âm. 5. Trời thiểu tịnh. 6. Trời vô lượng tịnh. 7. Trời biển tịnh. 8. Trời phước sanh. 9. Trời phước ái. 10. Trời quảng quả. 11. Trời nghiêm sức. Vị cai quản cõi trời này gọi là Chúa Trời Hữu Sắc. Người sống ở cõi trời này gọi là trời nam hay trời nữ. Trời nam hay trời nữ này vị nào cũng mang tánh trời cả. Tánh trời của họ là do cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ của điện từ âm dương, nên lúc nào họ cũng thích cảnh có màu sắc đẹp. Việc làm ở cõi trời này có 3 việc như sau. 1. Tự do ngao du bất cứ đâu trong hành tinh này. 2. Ăn uống là trái cây, hoa, lá và nước có sẵn đầy trong hành tinh hữu sắc này, cấu tạo bằng điện từ âm dương có 12 màu sắc rực rỡ. 3. Trời nam và trời nữ giao hợp với nhau, sanh ra trời con để nhận Trung Ẩm Thân từ loài người vãng sanh đến. Tuổi thọ của loài trời hữu sắc này là 10.000 năm so với thời gian ở địa cầu. Khi hết tuổi thọ, phải trở lại sống với thế giới loài người để luân chuyển đi nơi khác. Loài người ai muốn vãng sanh đến cõi trời hữu sắc này sinh sống, thì ở thế giới loài người phải làm 2 việc như sau. 1. Thích làm phước thiện thật nhiều. 2. Mơ tưởng thích sống nơi cảnh đẹp. Vì làm được 2 phần nói trên, nên khi còn ở nơi thế giới loài người, họ tự tạo ra làn sóng nghiệp vui tươi. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, tánh người được biến thành là Trung Ẩm Thân, nên được làn sóng nghiệp bằng điện từ âm dương do mình tự tạo ra đó, tự động hút đưa Trung Ẩm Thân mình đến cõi trời hữu sắc này. Một vị trời ở cõi trời hữu sắc này được sanh ra như sau. Trung Ẩm Thân mang vỏ bọc tánh Phật, khối nghiệp thiện, khối nghiệp thích vui tươi đến với cõi trời hữu sắc này. Đầu tiên là phải tìm đến đôi trời nam và trời nữ đang giao hợp, chui vào lỗ đen của trời nữ để không còn thấy, nghe, nói và biết nữa. Sau đó, Trung Ẩm Thân được đưa vào tử cung của trời nữ ngủ suốt 90 năm 1.000 ngày.
sau đó được sinh ra làm một vị trời con, dần dần lớn lên cũng theo chu kỳ thành trụ hoại diệt của nhân quả và luân hồi. Tuổi thọ của loài trời hữu sắc này là 10.000 năm so với thời gian ở địa cầu. Khi hết tuổi thọ, phải trở lại sống với thế giới loài người để luân chuyển đi nơi khác. Nước Tịnh Độ có 6 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc của điện từ âm dương, cũng rất rực rỡ và thanh tịnh. Vì sao gọi là nước Tịnh Độ? Vì nó cấu tạo bằng điện từ âm dương có 12 màu sắc rực rỡ và thanh tịnh, là nơi dạy pháp môn thanh tịnh thiền để giúp người tu vượt ra ngoài sự cuốn hút của thế giới vật lý âm dương. Nước Tịnh Độ này có 6 hành tinh gồm: 1. Nước Tịnh Độ của Đức A Sơ Bệ Phật ở hướng đông mặt trời. 2. Nước Tịnh Độ của Đức A Di Đà Phật ở hướng tây mặt trời. 3. Nước Tịnh Độ của Đức Nguyệt Đăng Phật ở hướng nam mặt trời. 4. Nước Tịnh Độ của Đức Diệm Kiên Phật ở hướng bắc mặt trời. 5. Nước Tịnh Độ của Đức Phạm Âm Phật ở hướng trên mặt trời. 6. Nước Tịnh Độ của Đức Sư Tử Phật ở hướng dưới mặt trời. Vị cai quản nước Tịnh Độ này gọi là Đức Phật. Người sống ở các nước này gọi là tiên nam hay tiên nữ. Việc làm ở nước Tịnh Độ này có 4 việc như sau. 1. Tiên nam và tiên nữ có bổn phận giao hợp với nhau sanh ra tiên con để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến. Khi tiên nữ thụ thai, liền đến ao hồ hoặc biển đẻ vào hoa sen đó một noãn tiên. Thời gian sanh ra vị tiên này là tùy theo sự làm phước và mong cầu của người này khi còn là một con người sống nơi thế giới loài người. Mà trong Cụ Phẩm Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có nói rất rõ. 2. Được đi lại tự do bất cứ đâu trong nước Tịnh Độ này. 3. Ngày nào cũng đi cúng các nơi thờ những Đức Phật quá khứ. 4. Ăn uống là trái cây, hoa, lá và nước có sẵn đầy trong hành tinh Tịnh Độ này, cấu tạo bằng điện từ âm dương có 12 màu sắc rực rỡ. Tuổi thọ tiên sống ở cõi Tịnh Độ này là 1.000 năm so với thời gian ở địa cầu. Khi hết tuổi thọ, trước khi trở lại sống nơi thế giới loài người thì phải qua Đức Phật A-di-đà dẫn ra ao hay hồ hoặc biển để Ngài kiểm thiền, coi vị tiên này có được giải thoát hay còn bị đi trong lục đạo luân hồi nữa. Bằng cách là Đức Phật A-di-đà bẻ một cành hoa sen đưa cho vị tiên ấy xem. Nếu vị tiên ấy nhìn thấy cành hoa sen mà thấy được bằng tánh thấy thanh tịnh Phật tánh của chính mình, thì vị tiên ấy sẽ được Đức Phật A-di-đà xác nhận bằng câu: hoa khai khiến Phật ngộ vô sanh. Rồi Đức Phật A-di-đà dạy vị tiên này 8 phần tuyệt mật trong một tam giới như: 1. Phật giới. 2. Số lượng hành tinh trong một tam giới. 3. Tại sao bị luân hồi. 4. Làm sao được ra ngoài vòng luân hồi. 5. Tạo ra phước đức để làm gì. 6. Tạo ra công đức để làm chi. 7. Một vị Phật được hình thành như thế nào. 8. Nhiệm vụ của một vị Phật ra sao. 8 phần dạy nói trên, vị tiên ấy khi đã học xong, Đức Phật A-di-đà mới đưa vị tiên ấy trở lại thế giới loài người, đến gần chỗ mạch nguồn thiền thanh tịnh đang phổ biến. Nhờ vậy, khi vị này vừa nghe đến 2 tiếng thiền tông, tự nhiên nhớ lại tất cả những gì mà Đức Phật A-di-đà đã dạy họ. Còn ở thế giới loài người, ai muốn vãng sanh đến nước Tịnh Độ của Đức Phật A-di-đà sinh sống, thì ở thế giới loài người phải làm 2 việc như sau. A. Làm phước thật nhiều. B. Ngày nào cũng mong muốn vãng sanh đến nước Tịnh Độ của Đức Phật A-di-đà sinh sống. Khi hết tuổi thọ sẽ được vãng sanh đến nước của Ngài. Phần 5. Giải thích cõi trời dục giới.
Vì sao gọi là cõi trời dục giới? Vì nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, có năm màu sắc rất đậm. Do đó, sự sống ở cõi trời này dao động rất mạnh. Vì dao động rất mạnh nên gọi là dục. Gồm có 11 hành tinh. 1. Trời Tứ Thiên Vương. 2. Trời Thượng Đế. Nhân gian gọi là trời Ngọc Hoàng. 3. Trời Đế Thiên. 4. Trời Đế Thích. 5. Trời Đao Lợi. 6. Trời Tu Diệm Ma. 7. Trời Đau Xúc Đà. 8. Trời Hóa Lạc. 9. Trời Tha Hóa Tự Tại. 10. Trời Phạm Chúng. 11. Trời Phạm Phụ. Vị cai quản cõi trời này gọi là Chúa Trời Dục Giới. Người sống ở cõi trời này gọi là trời nam hay trời nữ. Chỉ riêng cõi trời Thượng Đế gọi là con chiên. Việc làm ở cõi trời này có 4 việc như sau. 1. Trời nam và trời nữ có bổn phận giao hợp với nhau sanh ra trời con, để tiếp nhận trung ấm thân của con người vãng sanh đến. 2. Tự do ngao du bất cứ đâu trong hành tinh này. 3. Ngày nào cũng 6 lần cầu nguyện và khẩn lại vị Chúa Trời dục giới này. Nếu vị trời nữ nào lại ngày mà ngài thích, thì vị trời nữ đó phải hãnh diện ở giới ngài. 4. Ăn uống là trái cây, hoa, lá và nước có sẵn đầy trong hành tinh dục giới này, cấu tạo bằng điện từ âm dương, có 5 màu sắc rất đậm. 5. Tuổi thọ của loài trời vô sắc này là 1.000 năm so với thời gian ở địa cầu. Khi hết tuổi thọ, phải trở lại sống với thế giới loài người để luân chuyển đi nơi khác. Ở thế giới loài người, ai muốn vãng sanh đến cõi trời dục giới này sống, thì ở thế giới loài người phải làm 2 việc như sau. A. Làm phước thiện thật nhiều. B. Sáng, trưa, chiều, tối, 6 thời phải cầu nguyện và lại vị Chúa cõi trời dục giới này, và xin tự nguyện làm những việc như sau. A. Tự nguyện làm con của ngài. B. Tự nguyện hiến thân cho ngài, muốn làm gì thì làm. C. Khi thệ nguyện rồi, không được phản lại lời thệ nguyện của mình. Nếu ai phản lại thì bị giam vào ngục tối cho đến khi nào hết tuổi thọ mới được trở lại thế giới loài người để luân chuyển đi nơi khác. Phần 6. Địa cầu là nơi 5 loài sống chung. Có 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại là đất, nước, không khí và lửa, gồm có 1. Đông Thắng Thần Châu. 2. Tây Ngưu Hóa Châu. 3. Nam Thiện Bội Châu, cũng gọi là Nam Diêm Phù Đề, tức địa cầu loài người đang sinh sống. 4. Bắc Cô Lôi Châu. 5. Thượng Tu Di Châu. 6. Hạ Diệm Quang Châu. Trái đất này có 5 loài sống chung. 1. Loài thần. 2. Loài người. 3. Loài ngạ quỷ. 4. Loài súc sanh. 5. Loài địa ngục. Việc làm của mỗi loài. 1. Loài thần không lao động. Thần nam và thần nữ có bổn phận giao hợp với nhau sanh ra thần con, để tiếp nhận trung ấm thân của loài người vãng sanh đến. Nơi ở của vị thần là miễu, cũng gọi là miếu. Ăn và uống do loài người đem đến dân cúng, tuổi thọ là 500 năm. 2. Loài người. Người nam và người nữ phải giao hợp với nhau sinh con, để tiếp nhận tánh Phật vào trong tam giới này rong chơi, hoặc tiếp nhận vỏ bọc tánh của các loài trong tam giới, trở lại sống với loài người. Việc làm của loài người có 6 phần. 1. Lao động bằng tay chân để có thức ăn và nước uống. 2. Lao động bằng trí óc để có thức ăn và nước uống. 3. Đi lường gạt người khác để có thức ăn và nước uống. 4. Bóc lột sức lao động của người khác để có thức ăn và nước uống. 5. Đi cướp giật của người khác để có thức ăn và nước uống. 6. Bịa ra những chuyện không đúng sự thật để có tiền mua thức ăn và nước uống. Tuổi thọ trung bình của một con người là 80 năm. Trên đây là 6 căn bản của loài người. 3. Loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ nam và ngạ quỷ nữ phải giao hợp với nhau sanh ra ngạ quỷ con, để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người bị luân chuyển vào. Loài ngạ quỷ có 2 loài. 1. Sống với con cháu ở trong dòng tộc,
ăn thì ngửi mùi của trái cây hay hoa, uống thì ngửi hơi nước từ các dòng sông, suối, biển bốc hơi lên. 2. Không sống với con cháu mà đi lang thang các nơi để ngửi mùi thức ăn bán ngoài cửa hàng hay quán, nếu có ai cúng thì đến giành giật để ăn. Tuổi thọ của loài ngạ quỷ này là do nghiệp trả vai trong gia tộc của họ, không có thời gian ấn định, có khi vài ngày và cũng có khi cả trăm năm. 4. Loài súc sanh đực và súc sanh cái phải giao hợp với nhau sanh súc sanh con để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người bị nghiệp giết hại kéo đến. Ăn uống, trái cây, hoa lá hay ăn thịt đồng loại yếu đuối hơn. 5. Loài địa ngục, ngục nam và ngục nữ phải giao hợp với nhau sanh ngục con để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người bị rơi vào, để trả quả do họ mang trọng tội. Vỏ bọc tánh người từ thế giới loài người bị luân chuyển đến. Địa ngục có 18 tầng. Tuổi thọ loài địa ngục này tùy theo tầng bậc. Tầng bậc 1 là 1.000 năm, tầng bậc 2 là 2.000 năm, mỗi tầng bậc tăng lên 1.000 năm. Vì vậy, tuổi thọ tầng thứ 18 là 18.000 năm. Khi hết tuổi thọ trở lại thế giới loài người sống tiếp để luân chuyển đi nơi khác. Phần 7. Đức Phật kể Ngài bị luân hồi trong tam giới, sau cùng thành Phật. Đầu tiên, tánh Phật của Ngài thành một con người. Đức Phật kể, tánh Phật của Như Lai, tức của ta, nhìn vào địa cầu này thấy biển cả. Nhìn vào địa cầu này thấy biển cả, núi non, sông hồ, cây cỏ, hoa lá, muôn thú và loài người thấy lạ, nên vào xem thử. Ta đi chu du khắp nơi, khi đến gặp người nữ và người nam đang giao hợp, ta liền lại gần xem. Bất ngờ, ta bị lực hút điện từ âm dương của đôi nữ nam này hút thật mạnh tánh Phật của ta vào lỗ đen của người nữ. Khi ta vào lỗ đen của người nữ thì không còn thấy, nghe, biết gì nữa. Kế tiếp, ta bị đưa vào tử cung của người nữ rồi ngủ yên trong đó suốt 9 tháng 10 ngày. Sau 9 tháng 10 ngày, tính Phật của ta lại nằm gọn trong thân của một đứa trẻ. Khi đứa trẻ này được người nữ sinh ra, nó phải chui qua một cái cửa hẹp. Vì cửa quá hẹp nên thân của đứa trẻ này bị ép nhỏ lại làm động tánh Phật của ta. Nên tự nhiên ta la lên, cũng từ tiếng la đó, các cái tánh thấy, nghe, nói và biết của ta thức dậy. Nhưng ta không còn thấy, nghe, nói và biết tự nhiên của tánh Phật nữa, mà ta bị dính vào trong cơ thể của một đứa trẻ này. Cũng từ đây, các cái tánh của ta như tánh thấy mà thấy không biết gì, tánh nghe mà nghe không biết gì, tánh nói mà nói không biết gì, tánh biết cũng không biết gì. Vì sao bốn thứ tánh Phật của ta bị quên như vậy? Ta giải thích rõ tại sao tánh Phật của ta bị quên như vậy. Vì khi tánh Phật của ta chui vào đường tối đen, trong đường tối đen này không có ánh sáng, nên ta không thấy gì, giống như các ông chui vào hang núi, mà hang núi bị bích kín vậy. Tử cung của người nữ như sau: tử là chết hay quên, cung là phòng hay nơi rất đen tối. Vì vậy, tánh Phật của ta vào trong tử cung này là phải quên hết những gì mà tánh Phật trước kia thấy, nghe, nói hay biết. Để chi vậy? Để trong tử cung được yên, nuôi dưỡng tinh của người nam và noãn của người nữ, từ từ thành là một thai nhi. Đúng 9 tháng 10 ngày thì thai nhi ấy được sanh ra. Vì tánh Phật của ta ngủ trong tử cung lâu như vậy, nên khi thai nhi được sanh ra phải qua cửa hẹp của lỗ đen, nên thân thai nhi bị bóp lại làm động tánh Phật của ta, nên tánh Phật của ta được tỉnh ngủ và la lên. Chính tiếng
của ta la lên đó, cũng là lúc các tánh thấy, tánh nghe và tánh biết của ta được hoạt động lại. Nhưng vì các cái tánh này bị giam vào thân của thai nhi, nên thấy, nghe, nói và biết của tánh Phật ta bị lờ mờ. Khi thai nhi mang tánh Phật của ta ra ngoài lỗ đen của người nữ, thai nhi này được đặt cho cái tên là Thiện Phúc Lai, liền trở thành là một đứa trẻ, mà tánh Phật của ta bị dính vào da thịt của đứa trẻ Thiện Phúc Lai này, nên ta được gọi là tên là Thiện Phúc Lai. Người sanh ta ra là mẹ Điểu An Anh, còn cha ta là Thiện Phúc Trường. Vì tánh Phật của ta vào lỗ đen và ngủ trong tử cung của mẹ một thời gian dài, nên không còn thấy, nghe, nói và biết như trước nữa, cũng gọi là chết hay quên. Khi ta được mang tên là Thiện Phúc Lai rồi, được cha mẹ nuôi lớn lên và cho đi học ngành thầy thuốc. Một hôm, ta hút thuốc cho một ông trung niên. Ông ấy có hỏi ta như sau: cậu là thầy thuốc, hút thuốc để trị bệnh người, vậy cậu có biết bệnh của cậu là gì không? Một câu hỏi của vị trung niên ấy làm ta không hiểu nổi. Ta là người thanh niên mới có 27 tuổi, rất khỏe mạnh, mà ông trung niên này bảo ta có bệnh. Tuy một câu nói bình thường, nhưng không biết tại sao ta cứ suy nghĩ mãi. Tối đêm đó, ta thức đến nửa đêm mà không ngủ được, bỗng ngủ quên lúc nào mà không hay. Ta nằm mộng thấy việc rất kỳ lạ. Trước kia, ta là tánh Phật ở trong bệ tánh thanh tịnh, vì tò mò mới vào thế giới loài người xem thử, nên bị hút vào đây phải làm kiếp người. Nói tóm lại, ta nhớ chuyện xưa không sót chút nào. Khi trời vừa sáng, ta giật mình thức giấc. Ta đem câu chuyện này kể lại cho cha mẹ ta nghe, và xin cha mẹ ta cho ta đi tu để tìm đường trở về bệ tánh thanh tịnh. Cha mẹ ta đồng ý. Vì ta nhớ chuyện xưa quá rõ, nên không cần ai giúp đỡ, tự mình ta tìm đường trở lại bệ tánh thanh tịnh, nên ta có cái suy nghĩ như sau: ta tọa thiền, dụng công ngồi ép cho thân của ta bị khô kiệt, để tánh Phật của ta không còn bám dính thân người của ta nữa. Ngày nào ta cũng thực hành như vậy. Có lúc ta nghe dường như tánh Phật của ta thoát được ra ngoài xác thân của ta. Ta thực hành như vậy suốt 60 năm, thân ta rất gầy còm mà tánh Phật của ta cũng không thoát ra ngoài cái thân của ta được. Khi ta tròn 87 tuổi, thân ta bị chết, tánh người của ta bị hút vào một hành tinh không màu sắc. Vừa đến hành tinh này, ta đang thấy có một đôi trời nam và trời nữ đang giao hợp với nhau, ta liền bị hút vào lỗ đen của trời nữ này. Tức khắc, những gì mà ta thấy, nghe, biết đều bị quên hết. Đến 9.900 năm, ta được sanh ra là một trời nam con, được cha trời nam tên là Thưởng Thành Ân, và trời nữ mẹ tên là Phiến Anh Thu, đặt cho ta cái tên là Thường Thành Quận. Khi lớn lên, ta chỉ làm có bốn việc như sau: một, giao hợp với trời nữ sanh con, để tiếp nhận vỏ bọc tánh người từ thế giới loài người vãng sanh đến. 2. Tự do đi chu du đâu khắp trong hành tinh vô sắc này. 3. Thường tọa thiền để hưởng niềm vui thanh tịnh. 4. Ăn uống thì có trái cây, hoa, lá và nước, cấu tạo bằng điện từ âm dương, không màu sắc, có đầy khắp trong hành tinh vô sắc này. 5. Vị chủ quản hành tinh vô sắc này được gọi là Chúa Trời Vô Sắc. Tuổi thọ trời sống ở hành tinh vô sắc này là 100.000 năm. Khi ta sống hết tuổi thọ ở hành tinh vô sắc này, phải quay trở lại thế giới loài người, làm trung ấm thân và làm kiếp người nữa. Hành tinh vô sắc này có 11 hành tinh, danh hiệu như sau: 1. Trời vô lượng nghiêm sức. 2. Trời nghiêm sức quả thiệt,
3. Trời vô tưởng. 4. Trời vô phiền. 5. Trời vô nhiệt. 6. Trời thiện kiến. 7. Trời thiện hiện. 8. Trời sắc cứu cánh. 9. Trời ma hê thủ la. 10. Trời phi phi tưởng. 11. Trời phi phi tưởng xứ. Ta trở lại thế giới loài người lần thứ nhất. Trở lại thế giới loài người lần thứ nhất này, ta phải làm trung ấm thân, đợi đến 3 năm mới chui vào lỗ đen của mẹ, để quên hết những gì mà ta thấy và biết nơi cõi trời vô sắc, và ngủ trong tử cung mẹ 9 tháng 10 ngày mới được sanh ra. Khi ta được sanh ra, cha ta là Quang Nhật Minh, còn mẹ ta là Phùng Ái Hiếu. Ta được cha mẹ đặt cho cái tên là Quang Nhật Trường. Khi lớn lên, cha mẹ cho ta đi học ngành thiên văn học. Một hôm, ta đang quan sát những vì tinh tú trên bầu trời, có một vị cao niên đến hỏi ta: "Thầy là nhà thiên văn học, vậy thầy có biết xung quanh mặt trời có bao nhiêu hành tinh giống như trái đất này không?" Một câu hỏi rất đúng với môn học của ta, thế mà ta không trả lời được, thật là xấu hổ quá. Ta mới trình thưa với vị cao niên ấy: "Dạ, cháu không biết. Vậy xin ngài có thể cho cháu biết được không?" Vị cao niên ấy trả lời: "Có 6. Vị cao niên ấy liền bỏ đi, không cho ta hỏi thêm câu gì nữa. Cũng từ câu chuyện này, ta về nhà cứ miên man suy nghĩ hoài. Bỗng ta nhớ lại mà không rõ lắm. Đầu tiên, ta sống trong vệ tánh thanh tịnh, sau đó bị vào sống nơi thế giới loài người. Dụng công tu thiền được vãng sanh vào cõi trời vô sắc. Nay được trở lại thế giới loài người sống tiếp. Ta được nhớ như vậy, nên lần làm kiếp người này, ta phải làm sao cho tánh Phật của ta thoát ra ngoài vỏ bọc của tánh người để trở về bệ tánh thanh tịnh. Nên lần này ta phải cố hết sức để thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người. Ta sử dụng cái tưởng của tánh người và suy nghĩ. Phải làm phước thật nhiều, mơ tưởng đến cảnh đẹp, để cho vỏ bọc tánh người đang bao bọc tánh Phật của ta đến đó vui chơi. Nó quên đi sự giam giữ tánh Phật của ta, để tánh Phật của ta dễ dàng thoát ra ngoài cái vỏ bọc tánh người mà trở về bệ tánh thanh tịnh. Ta thực hiện như vậy suốt 60 năm. Khi thân người ta được 85 tuổi, thì thân người ta bị chết, liền được hút vào hành tinh cõi trời hữu sắc, nơi có nhiều cảnh đẹp gấp 10 lần nơi hành tinh địa cầu này. Khi tánh người của ta trở thành là trung ấm thân, mang tánh Phật của ta đến đây, đi tìm những trời nam và trời nữ đang giao hợp, để được sinh ra là một trời con. Trung ấm thân của ta chui vào tử cung của trời nữ mẹ, để quên hết những chuyện trước kia. Khi được 90 năm và 1.000 ngày, thì ta được sinh ra không còn nhớ sự mong trở về bệ tánh thanh tịnh nữa. Ta được cha mẹ nuôi lớn chỉ có làm 2 việc như sau. 1. Ta là trời nam, giao hợp với trời nữ, sanh con, để đón nhận trung ấm thân từ thế giới loài người vãng sanh đến cõi trời hữu sắc này. 2. Vui chơi và thường ngoạn phong cảnh đẹp khắp trong hành tinh này. Ăn uống là trái cây, hoa lá và nước có sẵn khắp trong hành tinh hữu sắc này, do 12 màu sắc rực rỡ của điện từ âm dương tạo thành. Vị cai quản hành tinh hữu sắc này gọi là Chúa Trời Hữu Sắc. Tuổi thọ vị trời ở hành tinh hữu sắc này là 10.000 năm. Khi ta sống hết đời ở hành tinh hữu sắc này, phải trở lại thế giới loài người làm trung ấm thân tiếp. Cõi trời hữu sắc này có 11 hành do vị Chúa cõi trời hữu sắc cai quản, gồm: 1. Trời Đại Phạm. 2. Trời Thiểu Quang. 3. Trời Vô Lượng Quang. 4. Trời Quang Âm. 5. Trời Thiểu Tịnh. 6. Trời Vô Lượng Tịnh. 7. Trời Biển Tịnh. 8. Trời Phước Sanh.
9. Trời phước ái. 10. Trời quảng quả. 11. Trời nghiêm sức. Trong vùng hữu sắc này có 6 hành tinh cũng cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ của điện từ âm dương do một vị Phật cai quản, gồm 1. Hướng đông mặt trời có hành tinh Tịnh Độ của Đức A Sơ Bệ Phật. 2. Hướng tây mặt trời có hành tinh Tịnh Độ của Đức A Di Đà Phật. 3. Hướng nam mặt trời có hành tinh Tịnh Độ của Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật. 4. Hướng bắc mặt trời có hành tinh của Đức Diệm Kim Phật. 5. Hướng trên mặt trời có hành tinh của Đức Phạm Âm Phật. 6. Hướng dưới mặt trời có hành tinh của Đức Sư Tử Phật. Ta nói cho các ông rõ về các nước Tịnh Độ này. Sinh sống và làm việc ở các nước Tịnh Độ như sau. Khi được hoa sen sinh ra tiên nam hay tiên nữ, việc làm của tiên nam và tiên nữ có 3 phần. 1. Tiên nam và tiên nữ giao hợp để thành tựu ra noãn tiên. Noãn tiên khi thành tựu rồi, tiên nữ đến để vào trong một hoa sen nào đó, tùy theo sự làm phước thiện của người đó và họ tu theo pháp môn Tịnh Độ này bao lâu và sự ham muốn của họ ở độ nào trong 9 tầng bậc của hoa sen ở nước Tịnh Độ này. 9 tầng bậc ở hành tinh Tịnh Độ này phân ra rất rõ như thượng phẩm thượng sanh thì hoa sen lớn nhất, hạ phẩm hạ sanh thì hoa sen nhỏ nhất. Người sinh sống nơi cõi Ta Bà muốn vào nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà sinh sống thì phải làm có 2 việc như sau. 1. Phải làm phước thiện thật nhiều. 2. Khi làm phước thiện phải mong đến nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà thôi, còn các nước Tịnh Độ khác không đến được. Vì sao vậy? Vì sai tuyến luân hồi. Ta trở lại thế giới loài người lần thứ 2. Khi hết tuổi thọ nơi cõi trời hữu sắc, ta phải trở lại thế giới loài người sống tiếp. Trở lại thế giới loài người lần này, ta phải làm trung ấm thân đến 6 năm mới chui được vào lỗ đen của mẹ Phùng Ái Hiếu, cha là Quang Nhật Minh, còn ta được cha mẹ đặt cho cái tên là Quang Nhật Trường. Khi ta được lớn lên, cha mẹ cho ta đi học ngành luật sư. Một hôm, có vị cao niên hỏi ta: "Cậu là luật sư, vậy cậu có biết tánh người của cậu là gì không?" Một câu hỏi tuy bình thường, nhưng với tài hùng biện của ta mà ta không trả lời được thật là hổ thẹn quá, nên ta cứ thắc mắc mãi câu hỏi này. Ta có trình với cha mẹ cũng như ông bà và chú bác, nhưng cũng không ai giải đáp cho ta được. Một hôm, ta trực nhớ mang máng như sau. Trước kia, tánh Phật của ta ở trong bệ tánh thanh tịnh, vì tò mò vào thế giới loài người xem thử nên bị hút vào tử cung mẹ và làm con của cha mẹ, nên bị làm kiếp người. Sau đó ta dụng công tu thiền ép cho thân khô kiệt và tâm không còn suy nghĩ, nên được vãng sanh đến cõi trời vô sắc. Sau 100.000 năm sống ở cõi trời vô sắc này, ta trở lại làm kiếp người nữa. Trở lại làm kiếp người thứ hai, ta lại dụng công mơ tưởng đến cảnh đẹp và được vãng sanh đến cõi trời hữu sắc sống 10.000 năm. Khi ta nhớ lại rõ ràng như vậy, nên ta không thể dụng công tu bất cứ pháp môn gì. Một hôm, ta đến đền Ánh Thiên, thấy có rất nhiều người lại cầu xin đấng Ánh Thiên. Ta có hỏi: "Đấng Ánh Thiên này là ai mà quý vị lại và cầu xin?" Rất nhiều người trả lời: "Đấng Ánh Thiên là Thượng Đế đó. Chúng tôi lại và cầu xin đấng Ngài là để lên sống nơi nước của Ngài ở. Chúng tôi nghe nhiều thầy ở đây dạy. Ai muốn giải thoát, hãy cầu nguyện đấng Ánh Thiên, xin Ngài rước lên nước của Ngài ở, vì nước của Ngài không có luân hồi." Vì có quá nhiều người trả lời như vậy, cũng như những lời khẳng định của quý thầy, nên ta quyết định làm 2 việc. 1. Ngày nào ta cũng lại và cầu xin Thượng Đế giúp ta về nước của Ngài ở. 2. Ta làm có bao nhiêu tiền cũng đem dâng hết cho quý thầy thay mặt Thượng Đế, để quý thầy trình lên Thượng Đế hiểu lòng ta.
Ta thực hiện như vậy nghiêm túc được 60 năm. Khi được 85 tuổi ta chết, được vãng sanh đến cõi trời Thượng Đế. Khi ta vừa được hút vào cõi trời Thượng Đế, liền bị hút vào lỗ đen của mẹ trời nữ là Thiện Thu Quanh và cha là trời nam Lưỡng Hành Thiện. Trong lúc hai người đang giao hợp, ta chui vào lỗ đen trời mẹ Thiện Thu Quanh nên không còn nhớ hay biết gì nữa. Ta ở trong tử cung của mẹ trời Thiện Thu Quanh đến 100 năm và 100 ngày mới được mẹ trời Thiện Thu Quanh sinh ra. Khi được sanh ra và lớn lên, ta chỉ làm có 3 việc. 1. Giao hợp với trời nữ sanh trời con để tiếp dẫn trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến. 2. Được đi chư du đâu cũng được. 3. Ngày nào cũng phải đến lại vị Chúa Trời Thượng Đế 6 lần. Riêng trời nữ nào đến lại Ngài mà Ngài thích thì trời nữ đó phải ở lại với Ngài, vâng lời Ngài và phải hãnh diện. Ăn uống thì có trái cây, hoa, lá và nước có sẵn khắp trong hành tinh dục giới này, cấu tạo bằng 5 màu sắc của điện từ âm dương. Tuổi thọ ở cõi trời dục giới này là 1.000 năm so với địa cầu này. Khi hết tuổi thọ, phải trở lại thế giới loài người sống tiếp để luân chuyển đi nơi khác. Ta cũng nói cho các ông rõ, 11 hành tinh cõi trời dục giới này gồm 1. Trời Tứ Thiên Vương. 2. Trời Thượng Đế, có người gọi là trời Ngọc Hoàng. 3. Trời Đế Thiên. 4. Trời Đế Thích. 5. Trời Đao Lợi. 6. Trời Tu Diệm Ma. 7. Trời Đâu Xuất Đà. 8. Trời Hóa Lạc. 9. Trời Tha Hóa Tự Tại. 10. Trời Phạm Chúng. 11. Trời Phạm Phụ. Những người sống ở các hành tinh này được gọi là trời nam hay trời nữ. Chỉ riêng hành tinh do vị Thượng Đế cai quản được gọi là con chiên. Vì sao cõi trời này gọi như vậy? Vì người sống nơi cõi trời này phải thệ nguyện và làm 3 phần như sau. 1. Phải tự nguyện làm con chiên trung thành với vị Thượng Đế. Thân mình Thượng Đế muốn làm gì cũng được. 2. Ngày nào cũng phải đi lại vị Thượng Đế 6 lần. 3. Nếu làm sai lời thệ nguyện của mình thì phải bị giam vào ngục tối đến khi hết tuổi thọ mới được thả ra để trở lại thế giới loài người. Khi hết tuổi thọ nơi cõi trời dục giới, ta phải trở lại thế giới loài người sống tiếp. Ta trở lại thế giới loài người lần thứ 3. Vào thế giới loài người lần thứ 3 này, ta phải làm trung ấm thân đến 9 năm mới chui vào lỗ đen của mẹ Nguyệt Thanh Đào và cha là Lữ Phát Tân. Đúng 9 tháng 10 ngày sau, ta được mẹ Nguyệt Thanh Đào sanh ta ra và cha mẹ đặt cho cái tên là Lữ Phát Nhiên. Lớn lên, ta được học ngành văn chương và được làm quan địa phương. Có cụ ông hỏi ta, Ngài là quan địa phương, vậy Ngài có biết làm sao cho dân hết khổ không? Ta trầm ngâm một hồi lâu mà không trả lời được, nên cụ ông ấy nói, việc nhỏ như vậy mà Ngài không biết được, vậy làm phụ mẫu của dân làm gì? Cụ ông ấy bỏ đi, còn ta thì cứ miên man suy nghĩ lời của cụ hỏi. Mấy ngày sau, ta có nghe nhiều người nói, ai muốn giúp người khác hết khổ thì phải làm từ thiện cho thật nhiều. Cứ làm từ thiện cho thật nhiều thì tự nhiên phúc sẽ đến với mình, thì mới giúp cho người khác hết khổ được. Ta nghe nhiều người nói như vậy, nên làm có bao nhiêu tiền cũng đem đi bố thí được 30 năm. Cái lạ là ta càng bố thí thì ta càng khổ, nên tánh tình của ta hay sanh ra nóng giận và bực tức. Một hôm, ta thấy có anh lính đang đuổi bắt kẻ cướp. Vì lòng của ta lúc nào cũng nóng giận, nên cũng chạy theo bắt kẻ cướp để giao cho anh lính. Không ngờ ta bị tên cướp chém ta một dao bị thương rất nặng. Ta liền chui vào miếu thần gần đó và trút hơi thở cuối cùng. Nên tự nhiên ta là một ông thần giữ miếu và sống ở miếu này đến 500 năm để ăn những thức ăn mà loài người đem đến cúng. Vì muốn cho loài người đem của cúng nhiều, nên ta làm ra những hiện tượng lạ
để dụ nhiều người mê tín đem của cúng cho ta ăn. Khi hết tuổi thọ của một ông thần, ta được trở lại làm người tiếp theo. Ta trở lại thế giới loài người sống lần thứ tư. Khi hết tuổi thọ ở loài thần, ta trở lại thế giới loài người, phải đợi đến 10 năm mới được chui vào tử cung của mẹ Lãnh Song Thư và cha là Liên Đạt Thịnh. Vào tử cung của mẹ Song Thư để quên hết những gì mà ta đã biết ở cõi thần. Khi ta vào được trong tử cung của mẹ Lãnh Song Thư được 9 tháng 10 ngày, được sanh ra, cha mẹ đặt cho cái tên là Liên Đạt Thành. Kiếp làm người này, ta không còn lý trí của một con người. Vì sao vậy? Vì tiềm thức của ta vẫn còn mơ màng, việc bịa ra những chuyện không thật để dọa người khác kiếm ăn, nên ta trở thành là một con người hung dữ và tàn ác. Ai nhìn ta mà ta thấy ghét là ta chửi, nếu chống đối là ta đánh, có khi giết họ nữa. Ta bất kể người đó là quan quyền hay người tu hành gì cả, vì ta quá tàn ác như vậy nên bị quả báo, phải đi vào vòng luân hồi cực thấp là súc sanh và địa ngục đến 4.572.000.000 năm. Ta cũng nói thêm cho các ông rõ, khi ta còn đang làm người mà ta lười biếng, không thích lao động và muốn có tiền tài, nên ta tìm học vài câu kinh, vài câu kệ, mai vài bộ đồ của mấy ông thầy tu mặc vào, cất một cái liêu nhỏ, đứng ra tổ chức dạy đạo cho người khác nghe. Mục đích của ta là dụ những người khờ khạo đến nghe để ta nói, để họ cúng tiền cho ta xài mà không phải đi lao động mệt nhọc. Chứ ta đâu có biết giác ngộ là gì và giải thoát là sao. Cũng vì lười biếng mà muốn có tiền xài, thích thiên hạ gọi mình là ông thầy nên ta mới làm như vậy. Không ngờ ta chỉ lường gạt người khác có 20 năm như vậy mà ta phải làm hoa báo đến 2.600.000.000 năm mới trả xong nợ của những người mà ta lường gạt họ, thật là khủng khiếp quá. Ta trở lại làm người lần thứ 5 sau khi ta bị luân hồi 7.352.116.000 năm. Ta được trở lại làm kiếp người lần thứ 5. Lần này ta được sanh vào gia đình nông dân giàu có thuộc dòng họ Trường Thế. Suốt 25 đời mà ta không nói ra một lời nào, ông bà cha mẹ và người thân của ta tưởng ta bị câm và điếc. Đến đời thứ 25, cha ta là Trường Thế Huỳnh, còn mẹ là Triền Ngọc Thương, còn ta là Trường Thế Thân. Khi ta được 24 tuổi, đang làm ruộng, đến giờ nghỉ trưa, ta vào gốc cây cổ thụ nghỉ. Ta định chợp mắt một chút rồi ra làm tiếp. Ngồi nghỉ dưới gốc cây, ta có than như sau: không lẽ ta bị giam trong tam giới này để bị đi trong luân hồi sanh tử mãi mãi hay sao? Ta than chỉ có một câu như vậy rồi ngủ thiếp đi hồi nào mà không hay. Trong giấc ngủ, ta nằm mộng thấy có vị rất cao lớn, mặc quần áo toàn màu vàng lóng lánh ánh hào quang, nói với ta như sau: ta là Phật xưa Nhiên Đăng. Trước đây ta cũng giống trường hợp của ngươi vậy. May mắn ta được Đức Phật Quay Âm Vương dạy ta cách vượt ra ngoài tam giới luân hồi này. Hôm nay ta có nhiệm vụ là dạy ngươi cách thoát ra ngoài tam giới này. Nhưng ở thế giới loài người, ta không thể nào dạy ngươi được. Vì sao vậy? Vì ở thế giới loài người, ta không thể ở lâu được. Vì ta đến đây chỉ sử dụng rất ít điện từ quang để phân thân vào đây. Nếu ta sử dụng nhiều điện từ quang, thì điện từ âm dương sẽ bị mất công năng của nó, rất nguy hiểm cho loài người nói riêng, còn tam giới này nói chung. Vì vậy, ta dạy nhanh cho ngươi như sau. Năm nay ngươi được 25 tuổi, kiếp này tuổi thọ của ngươi là 80, tức ngươi còn trụ thế ở loài người còn 55 năm nữa. Trong 55 năm này, ngươi có làm bao nhiêu tiền phải đem đi bố thí hết, mà phải thực hiện hai điều như sau. Một, khi đem tiền của đi bố thí người nghèo khó,
ngươi phải mong ước là được sanh lên cõi trời Đâu Suất Đà và làm con vị chúa cai quản cõi trời này. 2. Khi ngươi đem của đi bố thí, tâm vật lý của ngươi phải tự nhiên thanh tịnh, tức không suy nghĩ một điều gì. Vì sao ta dạy ngươi phải làm phước nhiều như vậy? Vì ngươi làm phước được nhiều như vậy là có ba nguyên do như sau. 1. Ngươi bố thí và thanh tịnh là hạnh của một vị Bồ Tát. 2. Phân nửa phước đức, ngươi được làm con của vị Chúa Thường Hộ Quân đang cai quản cõi trời Đâu Suất Đà này. 3. Phân nửa phước đức còn lại, khi ngươi trở lại thế giới loài người, ngươi được làm con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Nghe đến đây, ta giật mình tức giấc, về nhà thuật lại cho cha mẹ ta nghe. Cha mẹ ta rất mừng hai việc. 1. Ta còn nhỏ tuổi mà biết làm từ thiện. 2. Không ngờ ta lại nghe và nói được. Nên cha mẹ của ta có dạy như sau. Số tiền do con làm ra, đem làm từ thiện, cha mẹ rất mừng. Nếu con cần thêm, cha mẹ sẽ cho. Số tiền của cha mẹ giúp con trước để cảm ơn trời Phật đã giúp con hết bệnh câm và điếc. Sau để con tội nguyện những gì mà con mong ước. Ta được Đức Phật Diên Đăng dạy như vậy, cũng như sự ủng hộ của cha mẹ, nên việc làm từ thiện của ta rất thuận lợi. Suốt 55 năm ta làm từ thiện, mọi việc đều suôn sẻ. Khi ta được 80 tuổi thì ta bị cảm lạnh rồi mất. Võ trung ấm thân của ta liền được vãng sanh vào tử cung của mẹ trời là hoàng hậu Phúc Hạnh Phương ở cõi trời Đâu Suất Đà. Khi ta được sanh ra, cha của ta là chúa Thường Hộ Quân đặt cho ta cái tên là Thường Hộ Minh. Khi ta được trưởng thành, ta cùng người hầu tên Lực Quán cùng nhau ra ngoài cửa hoàng thành du ngoạn. Khi ta đến khu vườn xem hoa đẹp, có một vị tu sĩ đến nói với ta: Thái tử có biết tôi không? Ta trả lời: Dạ, con không biết ngài. Vị tu sĩ ấy nói: Thái tử có nhớ chuyện thuở xa xưa không? Ta vừa nghe vị tu sĩ ấy nhắc chuyện xưa, ta liền nhớ lại chuyện Đức Phật Cổ Nhiên Đăng nói với ta khi ta còn ở thế giới loài người. Nên ta liền cúi đầu chào ngài và nói: Có phải ngài là Đức Phật Cổ Nhiên Đăng mà đã dạy con từ khi con còn ở thế giới loài người không? Vị tu sĩ ấy gật đầu xác nhận là phải. Đức Phật Cổ Nhiên Đăng liền nói với ta: Thái tử trở về hoàng cung thưa trình cùng chúa cha và hoàng hậu. Hằng ngày cho phép ta đến hoàng cung dạy thái tử về đạo giải thoát. Khi nào thái tử học xong, cũng là lúc thái tử phải trở lại nhân gian để nhập vào thai mẹ là hoàng hậu Ma Gia và được mang tên là Thái tử Tất Đạt Đa. Vâng lời Đức Phật Nhiên Đăng, ta trở vào hoàng cung trình thưa cùng chúa cha và mẫu hậu Phúc Hạnh Phương. Chúa cha, mẫu hậu ta vui mừng và bằng lòng. Thế là Đức Phật Cổ Nhiên Đăng lấy danh hiệu là tu sĩ Kiều Đăng Nhiên, ngày nào cũng đến dạy ta về phương cách trở về bệ tánh thanh tịnh. Đức Phật Cổ Nhiên Đăng dạy ta trở về bệ tánh thanh tịnh. 1. Thế giới vật lý là do điện từ âm dương duy trì và bảo quản. Công năng là luân chuyển để đưa những gì mà nó cuốn hút đi theo dòng luân hồi là thành, trụ, hoại, diệt. 2. Công dụng của điện từ âm dương có hai chiều. A. Chiều âm hút các vật thể dính cứng lại. B. Chiều dương đẩy các vật thể không cho vật chất va chạm với nhau. Trong tam giới này là nói nhỏ hẹp, còn nói rộng là trong càn khôn vũ trụ này có hằng hà sa số tam giới. Tuy càn khôn vũ trụ là mênh mông như vậy, nhưng nó lại bị chi phối của điện từ âm dương kéo đi luân hồi. Vì vậy, từ khi vỏ bọc tánh Phật của Thái tử vào thế giới loài người, bị vỏ bọc của tánh người giam giữ lại,
tức hình tướng tứ đại, gọi là sắc thân của con người, giam giữ lại để luân chuyển trong một tam giới này. Dù cho thái tử có sử dụng thân tâm vật lý dụng công tu hành hay làm bất cứ thứ gì để mong muốn thoát ra ngoài tam giới thì không thể được. Thầy dạy cho thái tử hiểu, xác thân của thái tử ở nơi thế giới loài người là do tứ đại duyên hợp mới hình thành. Khi xác thân hình thành, trong đó có quả tim bóp cho máu lưu thông để nuôi cơ thể. Quả tim này nó bóp được là nhờ điện từ âm dương luân chuyển để cho quả tim bóp được. Quả tim này chính là cái tâm của thái tử đó. Mà cái tâm này nó thấy, nghe, nói và biết được là nhờ tánh Phật của thái tử điều khiển. Tánh Phật của thái tử nó lại bị cái vỏ bọc của tánh người giam trong đó. Một, vì vậy, thái tử sử dụng cái thân và cái tâm duyên hợp của tứ đại để quán, tưởng, cầu mong, hầu thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người thì không thể được. Hai, thái tử sử dụng cái miệng và tâm lý luận trên trời dưới biển để tìm lối thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người thì không thể được. Ba, thái tử sử dụng cái tâm vật lý của mình để nghi, tìm hay kiếm trong vật chất để mong thoát ra cái vỏ bọc của tánh người thì không thể được. Bốn, thái tử sử dụng cái miệng và tâm của mình niệm danh hiệu Đức Phật này hay Đức Phật kia, mong các ngài cứu giúp cho tánh Phật của thái tử thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người thì không thể được. Năm, thái tử sử dụng cái miệng và tâm của mình niệm câu thần chú để cho vỏ bọc tánh người buông tánh Phật của thái tử ra thì không thể được. Vì sao vậy? Vì thân và tâm là duyên hợp để hình thành ra một con người. Để cho tánh người nương vào đó, con người hoạt động được là nhờ tánh Phật ẩn trong đó thì mới hoạt động được. Thái tử lại nhờ những thứ của tánh người bảo nó thả tánh Phật của thái tử ra, chẳng khác nào thái tử bảo ông chủ nhà mở cửa nhà, thả tất cả người làm ra, không còn ai phục vụ trong nhà nữa. Thử hỏi ông chủ nhà có đồng ý không? Không khi nào ông chủ đồng ý cả. Thầy dạy cho thái tử rõ thêm, tánh Phật của thái tử nói riêng, còn tánh Phật của loài người nói chung, muốn thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người, duy nhất phải biết công thức như sau thì mới mong thoát ra được. Một, phải biết sức hút và luân chuyển của một tam giới. Hai, phải biết tạo ra hai phần phước và công đức. Một A, phước đức mong cầu để cho bản thân người hưởng thụ. Một B, phước đức để mong an trú nơi vùng thanh tịnh không ai dám quấy nhiễu, để học phương pháp thoát ra ngoài sự cuốn hút của tam giới. Hai, phải biết tạo ra công đức để tánh người phải nhã tánh Phật ra. Cũng nhờ công đức này mới định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh của một vị Phật được. Như thái tử đã biết rồi đó, thái tử đã bị luân chuyển khắp nơi trong tam giới này rồi. Thầy không cần phải nói lại, mà thầy chỉ dạy thêm cho thái tử các nơi ấy cho rõ thêm thôi. Để sau này khi thái tử trở thành là một vị Phật như thầy, thái tử dạy lại cho đệ tử mình biết rõ quy luật trong tam giới này. Mở đầu, thầy dạy thái tử về lục đạo luân hồi. Một, trung tâm vận hành một tam giới là có một mặt trời soi ấm cho 45 hành tinh có sự sống. Hai, vỏ bọc tánh người là nơi lưu giữ tánh Phật ở trong đó để làm sự sống, cũng là nơi trung tâm luân hồi để dẫn Phật tánh đi vào các loài trong tam giới. Ba, trong tam giới, loài nào cũng có cái vỏ bọc tánh của loài đó cả. 4. Tánh của mỗi loài là cấu tạo bằng cái vỏ bọc bằng điện từ âm dương đang duy trì hành tinh đó. 5. Tánh Phật vào trong tam giới rong chơi
bị hút vào lỗ đen của người nữ, rồi bị đẩy đến tử cung của người nữ. Tử cung của người nữ là cái cung có công dụng như sau. Một, nơi làm cho tánh Phật không còn thấy, nghe, nói và biết, và để tánh Phật ngủ một thời gian dài trong đó. Hai, nơi sản sanh ra thân của một con người. Thầy dạy căn bản thái tử về nguyên lý của thế giới âm dương trong tam giới này. Trong tam giới này, nó tự nhiên phải luân chuyển theo vòng luân hồi của điện từ âm dương, thành, trụ, hoại, diệt. Công dụng của điện từ âm dương: một, điện từ âm cuốn hút vật thể cứng lại. Hai, điện từ dương bung đẩy không cho vật thể không va chạm với nhau. Ba, điện từ âm thu tiếng từ xa đến và biết. Bốn, điện từ dương đưa thấy tiếng đi xa và biết. Vì thái tử không biết nguyên lý này, nên sử dụng thân và tâm vật lý dụng công tu hành cho tánh Phật của thái tử thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người thì làm sao ra được. Vì sao? Vì vỏ bọc của tánh người là do điện từ âm dương cấu tạo thành, lưu giữ tánh Phật để làm sự sống cho tánh người. Còn các tánh của các loài trời cũng như các loài khác, điện từ âm dương ở vùng nào thì điện từ âm dương ở vùng đó cấu tạo thành cái vỏ bọc tánh của vùng đó. Tất cả đều để lưu giữ tánh Phật do tánh người mang đến để làm sự sống cho loài đó. Đó là nguyên lý sự sống trong tam giới này, cũng như sự sống hằng hà sa số tam giới khác. Do vậy, một, thái tử sử dụng cái tưởng của tánh người, dụng công ép cho thân tứ đại nó chết, để tánh Phật của thái tử thoát ra ngoài cái vỏ bọc tánh người, để tánh Phật của thái tử trở về bệ tánh thanh tịnh chớ gì. Không thể được. Vì sao vậy? Vì thái tử sử dụng cái tưởng của tánh người, dụng công tưởng tượng để đẩy cho tánh Phật thái tử đang bị giam giữ trong tánh người ra ngoài, để cho tánh Phật được trở về bệ tánh thanh tịnh thì làm sao được. Thái tử sử dụng cái tưởng của tánh người. Cái tưởng của tánh người là của tánh người, mà bảo nó phải thả tánh Phật của thái tử ra, chẳng khác nào nó tự cầm dao giết nó thì làm sao nó chịu. Vì không biết quy luật vật lý của điện từ âm dương nên thái tử làm như vậy, nên tánh Phật của thái tử bị luân chuyển mãi mãi trong tam giới này, không thoát ra ngoài được là vậy. Đức Phật Cổ Nhiên Đăng dạy ta là thái tử thường hộ minh cách thoát ra ngoài tam giới. Như thái tử đã hiểu quy luật trong tam giới này rồi, muốn vượt ra ngoài tam giới, duy nhất chỉ có tạo ra công đức thật nhiều thì mới mong thoát ra được. Tạo ra công đức bằng cách nào? Một, thái tử phải thông suốt giác ngộ, tức hiểu biết thật rõ ràng quy luật của tam giới. Hai, thái tử phải giúp người khác biết như mình, là thái tử đã tạo ra công đức rồi đó. Số công đức này, nó được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Phật. Công đức là loại cực dương, tức cực mạnh, còn vỏ bọc của tánh người là cực âm, tức cực nặng. Vì sao vỏ bọc tánh người là cực âm? Vì vỏ bọc của tánh người nó chứa đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Do đó tánh người rất nặng bằng âm. Vì vậy, khi vỏ bọc của tánh Phật được chứa thật nhiều công đức rồi, thì tánh người không dám giữ tánh Phật nữa, mà nó bắt buộc phải nhả tánh Phật ra. Nhờ vậy tánh Phật mới tự tại được. Thái tử không cần quán, tưởng, cầu nguyện hay lục lại ai, mà cũng không cầu ông thần hay bà thánh nào cả, mà thái tử chỉ cần thông suốt trong tam giới và biết tạo ra công đức là đủ. Ta là thái tử thường hộ minh, đạt được bí mật thanh tịnh thiền.
Ta là Thái tử Thường Hộ Minh, vừa nghe Đức Phật Nhiên Đăng dạy đến đây, bỗng ta được rơi vào bể tánh thanh tịnh, nên có thốt lên: Ô, kính thưa Đức Như Lai, con đã thấy bằng tánh Phật của con rồi. Đức Phật Nhiên Đăng liền hỏi ta: Thái tử thấy như thế nào, hãy nói lại cho Như Lai nghe coi có đúng như vậy không? Ta không trả lời mà đọc bài kệ 88 câu để nói lên chỗ ta được rơi vào bể tánh thanh tịnh mà mười phương chư Phật đang sinh sống như sau: Tánh Phật đã sẵn ngàn xưa, vì con ngu muội cứ ưa luân hồi, bao năm tìm kiếm cả đời, không sao tìm được luân hồi kéo đi. Nhiên Đăng không dạy thứ gì, chỉ dạy thanh tịnh hết đi luân hồi. Đầu tiên con dụng công ngồi, vào trời thanh tịnh ngàn đời ngồi yên, ở trong thanh tịnh lâu điên. Khi được hết nghiệp con liền trở ra, tiếp tục sống cõi ta bà, mơ tưởng cảnh đẹp để ra luân hồi. Phước thiện làm đủ cách rồi, được vào cảnh giới ôi thôi thiên hình. Vào đây cảnh sắc tuyệt sinh, không sao kể hết tự mình biết thôi. Vào đây ở mãi hết đời, 10.000 năm mới hết rồi nghỉ suy. Trở về trần thế để đi, đi vào dục giới ở thì ngàn năm. Sống hết tuổi thọ âm thầm, trở lại nhân thế làm thần kiếm ăn. 500 năm ngồi mà ăn, lại bịa hù dọa kiếm ăn người khờ. Hết đời trở lại trần nhơ, chém giết thiên hạ sa cơ ngục hình. Ngục hình là trị tội mình, để trả hết tội thì mình mới ra. Con trở lại sống ta bà, không dám thố lộ thiết tha than rằng: Chẳng lẽ ở mãi đây chăng? Vừa than mấy tiếng con liền thiếp đi. Nhiên Đăng Phật dạy con thì: Muốn hết sinh tử phải hằng thiện tâm, làm phước thiện phải âm thầm, không được thố lộ người trần biết nghe. Một mực thanh tịnh mà nghe, nghe lời Phật dạy, nghe nơi xuất trời. Khi nghe lời dạy ở trời, ở trời đâu xuất biết rồi tự sanh. Chợt ngộ con hết tự sanh, trở lại trần thế được sanh vương hoàng. Hoàng cung sống được cao sang, nhiệm vụ con phải độ ngàn chúng sanh. Trên 30 phải tu hành, ra ngoài nhân thế dụng công tu thiền. Ban đầu dụng công tu thiền, ép cho thân thể đi xiên ốm gầy. Kế tiếp ngồi dưới gốc cây, lý luận làm thầy dạy đạo người nghe. Người nghe họ lại đi khoe, cồ đàm thầy giỏi nói nghe tuyệt trần. Nhiều người thích đến lại gần, con dạy người trần tuyệt ý thế gian. Thế gian là chỗ buộc ràng, ai muốn an nghỉ niết bàn lại đây. Lại đây con dạy như vậy, muốn có linh nghiệm thầy liền dạy cho. Dạy cho thần chú tự do, mặc tình biến đổi vật to trước mình. Thiền mật hết sức huyền linh, vài câu thần chú tuyệt linh vô cùng. Nhân thế lại thích lạ lùng, do vậy đến học ung dung kiếm tiền. Sau cùng con dạy bình yên, là thiền thanh tịnh hết liền tự sanh. Người nghe nói đến thiền thanh, liền bỏ đi hết xung quanh ít người. Thì ra người thế thích vui, thích cầu và lại để người ngợi khen. Thích làm kẻ ngốc người hèn, làm con thượng đế để ngài ban ân. Giờ đây con biết người trần sử dụng cái tưởng dương trần họ ham. Do vậy sáng tối cứ làm, cho thân mỏi mệt trí phàm mới yên. Tu thiền thanh tịnh bảo điên, nhiều người bảo thế con khuyên thế nào. Thôi thì dương thế đi vào, khi nào họ chán con mau dạy thiền. Phần này con xin trình riêng, Nhiên Đăng Đức Phật ngài liền chứng con. Đâu xuất con đã hiểu tròn, luân hồi sinh tử lòng con quyết gìn. Cảm ơn Đức Phật huyền linh, xin lại ba lại con trình lời con. Con nay nhất quyết lòng son, phổ đi thiền học để còn hậu lai.
Đức Phật Nhiên Đăng vừa nghe ta trình bày kệ 88 câu, Ngài đã biết ta đã giác ngộ được phương cách vượt ra ngoài tam giới để trở về bể tánh thanh tịnh, nên Ngài dạy ta: Ta là Phật Nhiên Đăng, hôm nay tại nội viện hoàng cung cõi trời Đâu Suất này, thầy là Phật Nhiên Đăng, xác nhận và thọ ký cho Thái tử Thường Hộ Minh 5 phần như sau. 1. Khi Thái tử còn ở thế giới loài người, đã thực hiện hạnh bố thí của một vị Bồ Tát, nên nay Như Lai gọi Thái tử là Bồ Tát Hộ Minh. Sau này, ở cõi Nam Diêm Phù Đề, Thái tử sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. 2. Khi Thái tử hết tuổi thọ nơi ở cõi trời Đâu Suất này, Thái tử phải nhập vào thai mẹ là Hoàng hậu Maya, là vợ của Đức Vua Tịnh Phạn, đang trị vì nước Ca Tỳ La Vệ ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Khi Thái tử được mẹ sanh ra, được danh hiệu là Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử trưởng thành, cũng có vợ và con như bao nhiêu người khác. Sau đó, Thái tử phải ra ngoài hoàng cung để hòa nhập vào dân chúng và dạy họ pháp môn giải thoát ra ngoài vòng sinh tử luân hồi nơi tam giới này. Nhưng việc làm của Thái tử phải tuần tự như sau. 1. Đầu tiên, Thái tử phải tìm mấy người bạn họ đang tu theo các giáo sĩ đạo thần và đạo tiên. Thái tử cũng theo tu với họ. Để chi vậy? Vì Thái tử muốn dạy những người này, thì Thái tử phải hòa nhập và làm theo sự mong muốn của họ, chứ không thể nào làm khác họ được. 2. Sau đó, Thái tử phải tập tu khổ hạnh, ép thân cho đến khi khô kiệt, dụng công ép cho tâm không còn suy nghĩ một điều gì. Sao Thái tử phải tu khổ hạnh như vậy? Vì Thái tử phải lặp lại như ngày xưa, dụng công tu ép thân khô kiệt và bật tâm niệm. Khi thực hiện đến tận cùng rồi, hãy bỏ để chuyển qua pháp môn tu khác. 3. Mơ tưởng những cảnh đẹp được thành công rồi bỏ. 4. Cầu khẩn và lại lục Thượng Đế, quên ăn quên ngủ, thành công rồi cũng bỏ. 5. Ngồi tu niệm Phật và niệm chú, khi thành công rồi cũng bỏ. 6. Sau cùng phải lìa bỏ tất cả những người tu cùng Thái tử, đi ở riêng một mình, đến gốc cây Bồ Đề lớn ngồi dưới đó suốt 49 ngày đêm. Sau cùng, bộ ánh sáng điện từ quang nhỏ nhoi đang bao bọc tánh Phật của Thái tử cho phát ra ánh sáng kỳ diệu, để người ở thế giới loài người thấy Thái tử có hào quang. Sau đó, Thái tử tập hợp những người bạn tu trước và báo cho họ biết là Thái tử tu đã giác ngộ và giải thoát. Tiếp theo đó, Thái tử tuyên bố là Thái tử đã thành Phật. Đức Phật Cổ Nhiên Đăng dạy ta tiếp: Vì sao Thái tử phải làm tuần tự như vậy? Vì ở thế giới loài người này, họ tin những gì mà mắt phàm của họ trông thấy thì họ mới tin, còn không thấy thì họ không tin. Tuy Thái tử đã giác ngộ và tự tại giải thoát rồi đó, nhưng Thái tử cũng không thể vượt ra ngoài thế giới vật lý này được. Vì sao vậy? Vì bất cứ ai đang sống trong thế giới vật lý này phải biết phương cách vượt ra ngoài thì mới mong vượt ra được. Vì vậy, lời dạy đầu tiên cho những người bạn đến với Thái tử, những người này là những người sẽ giúp Thái tử thành lập ra giáo đoàn đạo giải thoát. Những người này hiểu được pháp môn tu thanh tịnh thiền là không sử dụng bất cứ thứ gì có trong tánh người, là họ chỉ mới hiểu được căn bản của pháp môn này thôi, gọi là giác ngộ yếu chỉ thanh tịnh thiền. Sau đó, Thái tử tiếp tục dạy cách nhận ra tánh Phật của họ bằng ví dụ bụi trần. Khi họ hoàn toàn thấy, nghe và biết được như vậy, Thái tử chỉ xác nhận họ mới đạt được bí mật thanh tịnh thiền thôi. Đến đây, Thái tử nhờ họ trợ giúp Thái tử thành lập ra giáo đoàn đạo giác ngộ. Đầu tiên, Thái tử dạy chính người bạn đạt được bí mật thanh tịnh thiền là lần đầu trong đời giác ngộ của Thái tử đã tạo ra được vô lượng công đức rồi đó.
Cũng từ thời điểm này, cái vỏ bọc của tánh người đang bao bọc tánh Phật của Thái tử. Nó phải nhả tánh Phật của Thái tử ra để Thái tử được tự tại. Thái tử muốn trở về bể tánh thanh tịnh cũng được, hay muốn ở lại thế giới loài người dạy cho nhiều người giác ngộ và giải thoát cũng được. Nhưng Thái tử đã là vị Phật rồi, thì phải giúp cho nhiều người ở thế giới ta bà này biết hai chữ giác ngộ là sao và giải thoát bằng phương cách nào. Nhiệm vụ của một vị Phật là phải dạy cho nhiều người biết sáu pháp môn tu, năm pháp môn sử dụng tâm vật lý dụng công tu để có thành tựu trong vật lý, tức còn trong vòng sanh tử luân hồi. Một pháp môn sử dụng tánh Phật thanh tịnh, dạy phương cách giải thoát. Thái tử phải thực hiện như vậy thì pháp môn giải thoát này mới tồn tại lâu dài được. Vì sao? Vì loài người đang bị vật chất bao phủ và sống bằng 16 thứ của tánh người nên họ rất thích. 1. Cầu xin lại người khác cho phước và giải thoát. 2. Tự nguyện làm tôi tớ cho người khác để người khác giúp họ giải thoát. 3. Hiến thân mình cho người khác để họ sai khiến và tình dục cũng được. 3 nguyên do nói trên nên 1 triệu người chưa chắc có một người tự mình muốn thoát ra ngoài vòng luân hồi bằng trí tuệ của mình. Loài người bị 3 nguyên do nói trên cột cứng, vậy mà còn bị những người dụ dỗ và hù dọa nữa, thì làm sao dám đem cái đầu thực tế để tìm hiểu đường thoát ra ngoài sinh tử luân hồi. Cái khổ nhất của loài người không chịu học hỏi giác ngộ giải thoát, mà tổ chức đạo tràng cho thật lớn, đứng ra nói líu láo để kiếm tiền. Người tu theo đạo giải thoát chỉ có 4 phần. 1. Phải hiểu Phật tánh là gì. 2. Phải hiểu tánh người có chi. 3. Tu sao giải thoát. 4. Tu chi luân hồi. Nhưng không chịu tìm hiểu. Những người nhỏ tuổi còn ham mê kiếm tiền để đi đây đi đó, còn người đã 80 hay 90 tuổi rồi mà cũng còn ham tiền, đứng ra tổ chức đủ chuyện trên đời cũng để kiếm tiền. Đến khi tắt thở lại kêu mấy đứa đệ tử tụ hội lại cầu nguyện cho thầy về cõi Phật. Thật là khổ cho loài người quá vậy. Đức Phật cổ nhiên đăng dạy ta những lời sau cùng. Pháp môn giải thoát này, Thái tử phải dạy cho đệ tử nào muốn giải thoát thì mới dạy. Còn những người sau đây, một lời không nói, một chữ cũng không dạy, gồm: 1. Những người ham danh mê lợi. 2. Những người sử dụng pháp môn này để kiếm tiền. 3. Dạy đệ tử các đời sau không nói chỗ đông người. Nay, tại nội viện Hoàng Cung, nơi cõi trời Đâu Xuất Đà này, nhiệm vụ của Như Lai đã hoàn thành. Cũng là lúc Như Lai thọ ký cho Thái tử sau này, ở cõi ta bà, ông sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. Đức Phật cổ nhiên đăng vừa dạy và thọ ký cho ta xong, Ngài cùng ta lên đại sảnh nội viện cung trời Đâu Xuất, từ giả chúa cha và mẫu hậu ta, còn riêng phần ta sống với cha mẹ khi hết tuổi thọ mới trở lại thế giới loài người, làm con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya. Vị thứ 7, ông Tỳ Kheo Liên Thành Ân, từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, quỳ gối trịch vai áo bên phải thưa hỏi như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh Đức Thế Tôn dạy sau cùng để chỉ tri kiến Phật của mỗi con người, nhưng vì Đức Thế Tôn dạy ẩn ý nên chúng con không lãnh hội được. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy rõ từng phẩm một cho chúng con hiểu. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy ông Tỳ Kheo Liên Thành Ân: Này Tỳ Kheo Liên Thành Ân, kinh Diệu Pháp Liên Hoa này có 28 phẩm, mỗi phẩm có ẩn ý riêng. Như Lai chỉ nói đại cương thôi. Sau này ông có thắc mắc điều chi, hãy hỏi ông Ma Ha Ca Diếp, ông ấy sẽ dạy cho. Đức Phật dạy đại cương 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Phẩm 1. Tựa: đây là nguyên do Như Lai nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong hang núi Kỳ Xá Quật nơi thành Vương Xá. Phẩm 2. Phương tiện: kinh Diệu Pháp Liên Hoa này khó có người tu, nên Như Lai dùng phương tiện chỉ Phật tánh của mỗi người. Phẩm 3. Thí dụ: kinh Diệu Pháp Liên Hoa Như Lai dạy để đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác nên khó hiểu. Vì vậy, Như Lai phải đưa ra nhiều thí dụ thì các ông mới hiểu. Như các ông đang vui chơi trong nhà lửa, dụ các ông ra ngoài nhà lửa để nhận ba xe. Phẩm 4. Tính giải: các ông là người giàu sang, có rất nhiều của cải mà không dám nhận, mà lại đi làm người cùng tử xin ăn, cầu xin người khác, rồi tự nguyện xin làm tôi tớ cho họ. Phẩm 5. Dược thảo dụ: kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh như là thần dược, giúp cho con người hết 16 thứ bệnh của tánh người. Phẩm 6. Thọ ký: ai nhận được Phật tánh của chính mình thì Như Lai thọ ký cho sau này sẽ được thành Phật. Phẩm 7. Hóa thành dụ: những sự dụng công tu hành của ông nếu có kết quả là có kết quả của ảo bóng thôi. Phẩm 8. Ngũ bá đệ tử thọ ký: Như Lai thọ ký cho những đệ tử có duyên lớn với pháp môn giải thoát, trong đó có 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu với Như Lai. Phẩm 9. Thọ học vô học nhân ký: Như Lai thọ ký bất cứ người nào có học hay không học mà nhận ra Phật tánh của chính mình đều được thành Phật. Phẩm 10. Pháp sư: Như Lai thọ ký cho những người lúc nào cũng mong được thành Phật, dù người này chỉ cần một niệm nhỏ muốn thành thì người này Như Lai cũng thọ ký cho họ. Người này khi còn ở nơi thế giới loài người là một pháp sư dạy pháp môn thanh tịnh thiền. Phẩm 11. Hiện bửu tháp: bửu tháp mà từ dưới đất hiện lên là bửu tháp thật, còn bửu tháp mà từ hư không rớt xuống là bửu tháp không thật. Người tu mà nhận được Phật tánh từ trong thân phát ra là thật. Phẩm 12. Đề Bà Đạt Đa có hai phần. Một, Đề Bà Đạt Đa là vị Bồ Tát thử thách Như Lai trong nhiều đời tu theo chánh pháp thanh tịnh thiền. Đây là một vị thiện tri thức đối với Như Lai. Hai, Như Lai huyền ký đến đời Mạt Thượng Pháp ở tại đất rồng có người nữ thành Phật. Phẩm 13. Trì: 500 vị A-La-Hán quyết chí giữ gìn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Dịch đúng nghĩa là 500 vị Bồ Tát nguyện gìn giữ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Phẩm 14. An Lạc Hạnh: Như Lai dạy hiện tại và tương lai, ai gìn giữ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thì được hai cái lợi. Một, thân tâm thường an lạc. Hai, hạnh của người tu giải thoát. Phẩm 15. Tùng địa dũng xuất: ở một nước có hai nơi tự bùng lên pháp môn thanh tịnh thiền này mà không có người truyền lại. Phẩm 16. Như Lai thọ lượng: Như Lai dạy các ông số lượng người đời thượng pháp, trung pháp thì số lượng người đạt được bí mật thanh tịnh thiền không có là bao nhiêu, phải đến đời Mạt Thượng Pháp trở đi thì số người giác ngộ yếu chỉ thiền thanh tịnh không tính hết được. Người đạt được bí mật thanh tịnh thiền rất nhiều, còn người được rơi vào Phật giới nhiều nhất từ khi Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này. Phẩm 17. Phân biệt công đức: ai giúp cho người khác giác ngộ yếu chỉ thanh tịnh thiền được một phần công đức nhỏ, ai giúp người khác đạt được bí mật thanh tịnh thiền thì được công đức lớn, ai giúp cho người khác được rơi vào bể tánh thanh tịnh thì công đức vô lượng. Phẩm 18. Tùy hỷ công đức: phần công đức này người vô tình làm ra, như
Thấy người khác phổ biến kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh giúp cho người khác giác ngộ, giải thoát, mình vui lòng tham gia. Những người tùy hỷ làm theo này, tự nhiên nhận được công đức mà mình không hề biết. Phẩm 19. Pháp sự công đức. Giải nói người khác biết thâm sâu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, giúp cho nhiều người giác ngộ và giải thoát. Phẩm 20. Thường bất kinh Bồ Tát. Đây là phẩm nói về Bồ Tát thường bất kinh. Bồ Tát tu hạnh thanh tịnh thiền, lúc nào vị Bồ Tát này gặp ai cũng nói câu: tôi không dám khinh các ngài rồi đây sẽ được thành Phật. Vị Bồ Tát ấy là Như Lai đó. Người nghe mà cảm ơn, còn chửi hay đánh Như Lai. Như Lai lúc nào cũng sống bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Phẩm 21. Như Lai thần lực. Vì muốn cho nhiều người tin là có Phật, nên Như Lai dùng thần lực thanh tịnh thiền để cho loài người thấy được chư Phật ở mười phương và vô số Bồ Tát. Phẩm 22. Chúc lụy. Lời di chúc của Như Lai duy nhất chỉ có kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mới đưa người thọ trì đúng thì mới giải thoát được. Phẩm 23. Dược Vương Bồ Tát bổn sự. Như Lai nói về Bồ Tát Dược Vương truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, ngài dùng mọi phương tiện để giúp cho nhiều người giải thoát. Phẩm 24. Diệu Âm Bồ Tát. Như Lai thuật lại, khi Như Lai còn là Bồ Tát, Như Lai thường sử dụng âm thanh của tiếng nói giúp cho nhiều người được giác ngộ và giải thoát. Phẩm 25. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Như Lai nói về thuật của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài sử dụng âm thanh thanh tịnh để giúp cho ai nghe mà muốn giác ngộ giải thoát. Tất cả những người muốn giải thoát đều được nghe âm thanh của ngài. Phẩm 26. Đà La Ni. Đây là phẩm mà Như Lai sử dụng chú Đà La Ni để giúp cho nhiều người giác ngộ và giải thoát, tức vượt ra ngoài sức hút của vật lý trần gian này. Phẩm 27. Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự. Ở thế giới loài người, làm vua là cao quý nhất, nhưng khi đạt được bí mật thanh tịnh thiền thì chức vương quyền kia coi như là bọt bóng vậy. Phẩm 28. Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp. Bồ Tát Phổ Hiền nguyện giúp những người ở các đời sau, ai trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đều được thành tựu cả. Những lời Đức Phật dạy ông thị giả A Nan Đà. Này ông A Nan Đà, những lời tuyệt mật nói trên ông ghi chép lại cho đầy đủ trình cho Như Lai kiểm duyệt lại. Như Lai đề tựa là sách trắng thiền thanh tịnh, cũng gọi là tám phần tuyệt mật của Như Lai dạy lưu truyền theo dòng thiền thanh tịnh này, để Như Lai trao lại cho ông Maha Ca Diếp. Sau đó ông Maha Ca Diếp sẽ truyền lại cho ông. Tiếp theo ông truyền theo dòng thiền thanh tịnh tuyệt mật này. Như Lai cũng dạy ông quyển sách trắng thiền thanh tịnh này không phổ biến theo các kinh: 1. Tiểu thừa. 2. Trung thừa. 3. Đại thừa. Đến lời ông làm tổ thiền thanh tịnh, ông phải đổi danh là sách trắng thiền tông. Vì sao ông phải đổi danh như vậy? Vì tông pháp thiền này, nó chỉ truyền riêng theo dòng thiền của nó mà thôi. Vì vậy, Như Lai dạy các ông tất cả những lời dạy tuyệt mật này phải truyền ngoài giáo lý. Vì sao phải truyền ngoài giáo lý thông thường? Vì pháp môn tuyệt mật này, vị nào nhận ra tánh Phật của chính mình thật rõ ràng, được phép dạy lại cho người sau thì mới được phép nhận quyển sách trắng thiền tông này. Còn người tu mà ham danh, lợi và địa vị, khi nhìn thấy quyển sách trắng thiền tông này, họ liền xé bỏ ngay. Đây là cái họa họ tự nhận vào thân. Vì sao vậy? Vì ở ngoài đời lao động cực khổ, nên họ cạo đầu, mặc áo vàng hay áo nâu vào chùa làm thầy, để thiên hạ kính nể,
cúng tiền cho xài mà không phải đi lao động mệt nhọc. Học năm ba câu kệ hoặc đọc vài ba quyển kinh mà Như Lai dạy trong vật lý không giải thoát được, rồi tưởng tượng ra đủ chuyện trên đời để dụ nhiều người đến nghe họ cúng tiền cho xài. Tổ chức cúng này cúng nọ để kiếm lời, đặc biệt giả bộ mình là ông hay bà thầy đã ngộ đạo, rồi nghiêm trang cho mọi người đến lại và cúng tiền. Ba loại người nói trên chính là những người tự tạo đường số 7 cho riêng mình, đi vào đường hoa báo. Như Lai dạy 4 phần riêng cho các vị tổ thanh tịnh thiền. 1. Buổi lễ truyền bí mật thanh tịnh thiền đầu tiên là để làm chuẩn cho các vị tổ thiền thanh tịnh noi theo. 2. Từ tổ thiền tông đời thứ nhất đến đời tổ thiền tông đời thứ 33, việc truyền bí mật thiền tông giống như buổi lễ đầu, tức vị nào muốn được truyền bí mật thiền tông thì vị đó phải có bài kệ và bài văn viết trình sự hiểu biết của mình đối với pháp môn thiền tông học này. 3. Sau tổ thiền tông đời thứ 33, việc cấp giấy chứng nhận và truyền bí mật thiền tông phải như sau. Giác ngộ yếu chỉ thiền tông, tức hiểu nguyên lý tu của pháp môn này. Đạt được bí mật thiền tông, tức giải thích được tất cả những lời của Như Lai dạy, thành tựu trong vật lý cũng như ngoài vật lý. Còn cao hơn nữa là phải đạt được một trong ba phần như sau. 1. Thấy bằng tánh thấy Phật tánh của chính mình. 2. Nghe bằng tánh nghe Phật tánh của chính mình. 3. Cảm nhận được thân vật lý của mình như không có mà mình vẫn thấy và nghe được. Được rơi vào bể tánh thanh tịnh là phải thật sự được rơi vào bể tánh thanh tịnh mà mười phương chư Phật đang sinh sống, tức nhìn thấy hoặc vào được Phật giới. Đức Phật dạy về dòng thiền tông này ở các đời sau. Khi qua 33 đời tổ thiền tông thì dòng chảy của nguồn thiền tông phải ẩn một thời gian rất dài, phải đợi đến khi tại đất rồng có một vị vua đạt được bí mật thiền tông và được rơi vào bể tánh thanh tịnh. Vị vua này từ bỏ ngôi vua và rời hoàng cung lên núi ở một mình phổ biến pháp môn thiền tông học này, sau đó truyền thêm 2 đời tổ thiền tông nữa, rồi nguồn thiền tông này ẩn lại. Mãi đến thời Mạc Thượng Pháp, cũng ở tại đất rồng này có một cư sĩ nữ nhận được mạch nguồn thiền tông này, dạy lại cho các đệ tử của bà biết. Vì thời bà nhận được mạch nguồn thiền tông, đất rồng bị phân chia ra làm 2 miền Bắc, Nam, do đó mạch nguồn thiền tông không phổ biến ra được. Phải đợi đến đời Minh Triết thì mạch nguồn thiền tông này mới khởi dòng chảy lại. Đến thời kỳ này, mạch nguồn thiền tông được chuyển đổi hẳn. Chuyển đổi bằng cách nào? Vì từ khi Như Lai dạy pháp môn thiền tông học này, truyền qua các đời thượng, trung và hạ pháp, không có một người nữ nào đạt được bí mật thiền tông cả, mà phải đợi đến đời Mạc Thượng Pháp, ở tại đất rồng, có một người nữ nhận được bí mật thanh tịnh thiền. Tiếp sau đó, có nhiều người nữ đạt được. Như Lai cũng dạy cho các ông rõ, trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai có đề cập Long Nữ thành Phật là nói ý này. Vì sao đất rồng có phước lớn như vậy? Vì ở tại đất rồng này được gọi là đất Phật. Vì nhân dân đất rồng này, họ đã tích công đức nhiều nhất ở thế giới loài người, nên họ được hưởng thành quả đó. Hơn nữa, ở tại đất rồng này có đầy đủ 6 pháp môn mà Như Lai đã dạy nơi thế giới này, không nơi nào có. Đức Phật dạy về 8 phần tuyệt mật này. Vào đời Mạc Thượng Pháp, 8 phần tuyệt mật này chỉ được cung cấp duy nhất cho các vị dưới đây. 1. Được cấp bằng chứng nhận là được phép truyền bí mật thiền tông lại cho người sau.
2. Được cấp bằng công nhận và được phong là Thiền Tông Sư hoặc Thiền Tông Gia. 3. Khi nào có được trên 1.500 vị giác ngộ được yếu chỉ Thiền Tông, có được trên 150 người đạt được bí mật Thiền Tông, thì sách trắng Thiền Tông này mới được phép công bố ra. Nhưng số tiền lời bán sách trắng Thiền Tông phải đưa vào sử dụng chùa Thiền Tông, không sử dụng trong các chùa vật lý, thiền viện hay tu viện. Vì sao vậy? Vì các nơi này họ không giúp cho ai giác ngộ, chứ nói chi là giải thoát. Nếu người nào làm sai quy định này, tự mình chuốc lấy tai họa vào thân. Vì sao vậy? Vì sách trắng Thiền Tông này cực dương, tức cực mạnh, nó phá đi tất cả tiền, tài, danh, lợi và địa vị. Nên những người dính cứng vào vật lý thì họ không thể nào chịu nổi. Nên họ tìm cách xé bỏ sách trắng Thiền Tông này, tức tự họ mở đường số 7 và tự chui vào đó để trả nhân quả mà họ đã làm ra. Vì vậy, người có bổn phận phổ biến sách trắng Thiền Tông này phải thương họ nên không cho họ biết. Như Lai dạy thêm, mục đích chính của Như Lai dạy đạo nơi thế giới này chỉ có một điều, là giúp cho loài người giác ngộ, giải thoát để trở về nguồn cội của chính mình, để không còn bị trầm luân sinh tử nữa. Các tôn giáo khác thì không nói làm chi, vì họ hoàn toàn sống lệ thuộc vào vật chất và để được đi luân hồi trong tam giới. Còn Như Lai dạy đạo chỉ mong giúp loài người thoát ra ngoài sự cuốn hút và luân chuyển trong tam giới. Thế mà những người là môn đồ của Như Lai lại làm trái ngược lại. Họ tập trung đông người lại nói chuyện trong sinh tử luân hồi để hù dọa người khác, bảo người khác đưa tiền cúng cho họ để có công đức, tổ chức việc này việc nọ để có công đức, thậm chí bảo người khác ngồi thiền kiểu này, hành thiền kiểu nọ để giải thoát. Có người cất thiền viện nói là dạy tu giải thoát, nhưng sự thật người này cất thiền viện ra, mục đích chính của họ là dạy pháp môn tiểu thừa, dụ nhiều người đến nghe để cúng tiền nhiều cho họ. Tệ hại hơn nữa, cất tu viện mà cũng nói là dạy tu giải thoát. Mục đích của người này cũng vì tiền, nên cất tu viện ra, đem các quyển kinh tiểu thừa ra giải thích. Chủ đích chính của người này dụ nhiều người ngu khờ đến nghe để cúng tiền cho họ. Vì sao vậy? Vì loài người sống bằng cái tưởng của tánh người, nên người khôn thì tưởng tượng ra đủ chuyện để cầu người ngu khờ đến để kiếm danh và lợi. Người ngu khờ tìm đến những ông nói hay để xin làm đệ tử, nương danh người có tiếng tâm. Còn người kém học thức mà có lòng tham, tìm đến mấy ông khôn lanh, họ nói họ là ông thánh sống để xin tài lộc của họ. Mấy người ngu mà tham này bỏ ra 1.000 xin lại 1.000.000 hay 1.000.000. Còn người khôn lanh đắc chí, họ bịa ra thần thánh để kiếm tiền. Đây là cái nghề kiếm tiền rất dễ nơi thế giới này vậy. Như Lai nói thật rõ thêm, Như Lai lập ra đạo có dạy 3 phần rất rõ ràng. 1. Ai muốn giác ngộ và giải thoát thì ở thế giới loài người phải sống bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người mà biết tạo ra công đức nữa thì được vào sống trong Phật giới. 2. Ai muốn đến sống ở hành tinh thanh tịnh thì ở thế giới loài người phải sử dụng thân, tâm duyên hợp của vật lý của mình, ngồi dụng công thiền ép cho thân khô kiệt, còn tâm không còn suy nghĩ thì sẽ được đến sống nơi cõi trời vô sắc này. Như Lai dạy các ông, cõi trời vô sắc này có tất cả là 11 hành tinh, cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc. 3. Ai muốn đến sống với hành tinh vui tươi thì ở thế giới loài người phải sử dụng thân, tâm duyên hợp của vật lý mình làm 2 phần như sau. 1. Làm phước thiện thật nhiều.
2. Ngày đêm 6 thời phải cầu mong đến với hành tinh vui tươi này. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, sẽ được vãng sinh đến một trong 11 hành tinh hữu sắc này sinh sống. 11 hành tinh này cấu tạo bằng 12 màu sắc của điện từ âm dương rất rực rỡ, nên dân trời sống ở 11 hành tinh này rất vui tươi. 4. Ai muốn đến sống với hành tinh vui tươi mà thanh tịnh thì ở thế giới loài người phải sử dụng thân tâm duyên hợp của vật lý của mình, cũng làm hai việc như sau: 1. Làm phước thiện thật nhiều. 2. Ngày đêm 6 thời phải nhớ đến hành tinh thanh tịnh vui tươi và thanh tịnh này. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được vãng sanh đến sống nơi hành tinh vui tươi và thanh tịnh này. 5. Ai muốn đến sống với hành tinh cũng vui và hưởng thụ thật nhiều, thì ở thế giới loài người phải sử dụng thân, tâm duyên hợp vật lý của mình, cũng chỉ làm có hai việc: 1. Làm phước thiện thật nhiều. 2. Ngày đêm 6 thời lúc nào cũng mong đến sống với hành tinh vui và hưởng thụ nhiều này. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được vãng sanh đến sống một trong 11 hành tinh vui và hưởng thụ rất nhiều này. Do đó, ai làm dân trời sống các hành tinh này, mọi việc gì cũng được hưởng thụ rất mạnh, nên được gọi là hành tinh cõi trời dục giới. Trên đây, một đường vượt ra ngoài sự cuốn hút của vật lý âm dương nơi thế giới này, nói theo người tu, theo đạo của Như Lai là giác ngộ và giải thoát. 5 đường thượng để thụ hưởng sung sướng theo sự cầu mong của mình. Còn ai muốn thụ hưởng ở bậc trung thì phải làm như sau: muốn làm thần giữ miếu để ăn của dân cúng của người thế gian thì phải sử dụng thân, tâm vật lý duyên hợp của mình, cũng làm hai việc: 1. Phải làm phước thiện thật nhiều. 2. Khi làm phước thiện, bắt buộc người nhận phải cảm ơn mình, nếu họ không cảm ơn thì phải chửi họ, vân vân. Nói tóm lại, mình muốn làm thần thì mình phải có bản lĩnh là một vị thần, để sau này mới cai quản được cái miếu do mình làm chủ. Còn ai muốn thọ nhận nhân quả xấu thì phải làm các việc như sau: 1. Bịa ra những chuyện linh thiêng để cho người ngu khờ đến cúng lại. 2. Không biết pháp môn giải thoát của Như Lai dạy mà cũng đứng ra dạy người khác, mục đích là dụ người khờ khạo đến nghe để họ cúng tiền. 3. Ai muốn làm súc sinh thì giết hại súc sinh. 4. Ai muốn làm ngạ quỷ thì giật của người khác. 5. Ai muốn sống ở địa ngục thì phạm trọng tội. Trên đây là những lời tâm huyết sâu cùng của Như Lai dạy cho hậu thế, nhờ các vị tổ thiền tông truyền lại. Mong các ông cố gắng thực hiện cho đúng để giúp cho 1. Các đệ tử của Như Lai ở đời sau biết, đừng bịa ra những chuyện không thật để kiếm danh, lợi, tiền mà bị luân hồi không ngày cùng. 2. Các ông nên nhớ rằng, đời sống của một con người chỉ có mấy chục năm. Các ông lừa người khác lấy tiền của họ để làm gì mà sau đó phải bị đi luân hồi vào con đường xấu. 3. Pháp môn thanh tịnh thiền để giúp cho ai muốn giải thoát, không phải thời nào cũng có người dạy. Vì vậy Như Lai mới nói, dù cho các ông có vàng, bạc, ngọc, ngà có đầy trong khắp thế giới này, cũng không bằng một người được pháp môn thanh tịnh. Thiền này, Như Lai cũng có nói, người làm vua cõi người, người làm chúa cõi trời, nếu đem so sánh với người được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, thì người làm vua hay làm chúa đó cũng chỉ là kẻ bần cùng nghèo khó mà thôi. Núi Linh Sơn, ngày trăng tròn tháng 6, năm Ca Tỳ La Vệ thứ 245, nhằm năm Giáp Thìn, Thích Ca Văn.